Xin chào các bạn nha. Phía trước đây là chiếc xe Wager SX2022. Chiếc xe này anh khách hàng này đến với mình thì độ full LED Audi trước và sau và một quả bi cầu LED. Đây là quả bi cầu LED Kenzo S600 ha, vòng thiên thần 3D, mắt quỷ màu đỏ, mắt quỷ này full tính năng đổi màu theo số. Rất là độc đáo luôn các bạn. Đây là anh khách hàng đang cầm cái hộp đèn nha các bạn. Đó, rất là dễ thương luôn, rất là chịu chơi luôn các bạn nha. Đó. Đó, mắt quỷ này có thể đổi màu xe theo số các bạn. Đây là billet Kenzo S600 hiện tại đang là nắm trùm phân khúc tầm trung luôn. Hiện tại là code 55W pha 65 có trợ pha mà sử dụng chip LED Upram nữa nha các bạn nha. Hiện tại đây là một quả bi rất là chất lượng ha. Đến từ hãng Kenzo. Đó, vòng thiên thần 3D các bạn ơi, mắt quỷ màu đỏ đổi màu nha. Rồi ok, đổi màu giùm anh luôn. Đó, các bạn sẽ thấy đang đổi màu. Đổi màu thì các bạn vô số tự động đổi màu ha. Màu sắc thì nó mình để cho Sole với lại LED Audi luôn, tạo cho mình một cái điểm nhấn rất là đặc biệt ha. Quan trọng nhất là ánh sáng các bạn nha. Hiện tại là các bạn đang thấy là chế độ là đèn đờ mi thôi, quan trọng nhất là ánh sáng. Đó, ok, đổi màu đi em. Đổi màu nữa, đó, ok, đây màu tím nè, để từ từ, màu tím rất là đẹp em ơi. Màu tím rất là đẹp các bạn ơi. Đó, ok. Và đây là địa chỉ shop mình 235C, đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân các bạn nha. Số điện thoại là 0346669656 các bạn nha. Các bạn cứ tới nghe địa chỉ 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Các bạn nhìn thấy cái đường, cái hẻm đi vô là cái tên đường là Đình Nghi Xuân. Các bạn quẹo vô cái hẻm đó, bỏ hai căn nhà, nhìn bên phải là cửa hàng luôn ha các bạn. Tại shop mình nằm trong hẻm. Đó, ok, số điện thoại mình là 0346669656 ha. Đó, số điện thoại này có đăng ký Zalo luôn, các bạn cứ inbox Zalo để mình tiện tư vấn cho các bạn nha. Bác xin giùm anh luôn em ơi. Quan trọng nhất là ánh sáng của quả bi này, các bạn nâng cấp lên quả bi này không chỉ riêng liệt về phần đẹp không, mà quan trọng nhất là ánh sáng. Các bạn ơi, sáng rất là khủng nha. Đó. Và bây giờ mình sẽ quay sơ sơ về phía sau này cho các bạn xem cái bộ đèn hậu nha các bạn. Còn cái thằng pin lắp rất là nổi ha. Và trên đây mình làm lưới rồi hai ngóc titan nữa, phía trong rất là thẩm mỹ, rất là đẹp các bạn nha. Rồi bây giờ phía sau này anh trai chơi là cái công tắc Maxin Gin SH nữa nha các bạn. Gin SH Maxin luôn, là đồng hồ, tắt mở đèn luôn nữa. Maxin nha. Tắt đèn Maxin luôn đó, ok. Rồi đây là bộ hậu phía sau nè các bạn. Rồi ok, bóp thắng giùm anh luôn. Rồi vô số luôn. Bộ này vô số đổi màu, shop mình bảo hành 3 năm nha. Trước sau luôn các bạn nha, bi cầu LED bảo hành 3 năm luôn nha các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem hết video nha. Xin chào các bạn nha. Trước đây là chiếc xe Wager SX ha. Chiếc xe này 2022 nha các bạn. Độ đây là quả bi cầu LED, đây là Kenzo S600 nha các bạn. Hiện tại là các bạn đang thấy ở điểm code nha. Tắt đèn anh luôn. Rồi, bác sĩ ban ngày, Bác sĩ nhanh lên luôn. Đó, ghê các bạn. Rồi mở code. Code nè các bạn, quá đỉnh luôn các bạn ơi, pha nè. Đó, pha nè các bạn. Đó, ok ha. Quá đỉnh luôn các bạn ơi. Rồi, ok. Chiếc xe này anh khách hàng này đổ full xe anh mình nha các bạn nha. Rồi tắt đèn luôn. Đó, code. Đó, bay vaccine nè các bạn, vaccine nhanh lên luôn. Rồi, ok, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Đó, chiếc xe này đã đổ lên billet Kenzo S600 ha. Rồi. Ok, mở đèn sương mù. Đó, ok. Rồi, bắt xin nha, bắt xin. Rồi, ok.